Xin chào cả nhà, món ngon mỗi ngày, món ngon mỗi ngày cả nhà ơi. Cái canh củ dền như gì? Mình bỏ hành vô có thấy không vậy ta? Mình nấu xong mình đem hành có thấy không vậy ta? Cả nhà, một tuần ăn một bữa đến hai bữa củ dền này cả nhà. Rất là tốt. Mình cũng coi ở trên mạng á cả nhà. Nên mình chia nhau, giờ mình ăn cái rau này thì mình đổi qua mình ăn cái củ dền. Đó. Mình nấu xương heo, mình nấu ta tôm, mình nấu gì tùy ý cả nhà nha. Rồi bắt đầu mình sắc hành, mình coi thử, mình tắt bếp thử hành nó có thấy gì không ta. Bữa nay mình nấu dền cà rốt cho cả nhà, củ cà rốt, củ dền. Được một nồi canh gì đây rồi nè. Nó ngọt ghê, nó ngọt. Mời cả nhà ăn canh dền với mình nha, canh củ dền chứ không phải canh rau dền nha.